Xin chào bạn, để khắc phục cái lỗi này thì thứ nhất là chúng ta sẽ vào dấu ba chấm ở góc phải màn hình. Sau đó chúng ta ấn vào cài đặt. Tiếp theo đó thì chúng ta sẽ ấn vào xóa dữ liệu web. Và chúng ta sẽ chọn từ trước tới nay và tích vào ba cái để xóa dữ liệu.